từng rót gần 400 tỷ đồng vào cổ phiếu ngân hàng, doanh nghiệp của nữ đại gia bí ẩn đã bán hết cổ phiếu ACB sau khi thoái Eximbank. Đưa danh mục về không? Trước đó, Âu Lạc là cổ đông lâu năm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Eximbank, mã EIB. Sau đó, công ty này đã bán hết cổ phiếu EIB chuyển sang mua ACB. Theo báo cáo tài chính quý tháng 1 năm 2024 mới công bố, công ty cổ phần Âu Lạc, một doanh nghiệp vận tải xăng dầu lớn ở thành phố Hồ Chí Minh đã bán hết số cổ phiếu ACB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu mà Âu Lạc từng sở hữu. Tại cuối năm 2023, Âu Lạc đang sở hữu hơn 3,5 triệu cổ phiếu ACB với giá gốc hơn 79 tỷ đồng, tương ứng với giá một cổ phiếu trung bình khoảng 22.610 đồng một CP. Âu Lạc bắt đầu mua vào cổ phiếu ACB từ cuối tháng 1 năm 2022 và đến hết quý tháng 2 năm 2022. Theo báo cáo tài chính, Âu Lạc đang sở hữu hơn 14 triệu cổ phiếu ACB với giá gốc 365.5 tỷ đồng, bình quân 26.000 đồng một CP. Trước đó, Âu Lạc là cổ đông lâu năm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Eximbank, mã EIB. Sau đó, công ty này đã bán hết cổ phiếu EIB chuyển sang mua ACB. Kể từ đầu năm 2023, Âu Lạc cũng đã dần bán ra cổ phiếu ACB và chính thức đã bán hết toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ. Công ty cho biết, công ty bán chứng khoán kinh doanh để luân chuyển nguồn tiền sang các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản tương đương tiền và đầu tư dài hạn trong năm 2023. Về kết quả kinh doanh, trong quý một năm nay, doanh thu công ty đạt gần 373 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 113 tỷ, tăng 104%. Doanh thu tài chính tăng mạnh lên đạt 10.6 tỷ do lãi từ kinh doanh chứng khoán gần 9,7 tỷ đồng, tuy nhiên, chi phí tài chính tăng lên 19,2 tỷ trong khi cùng kỳ 3.5 tỷ do quý tháng 1 năm 2023 có khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính 46.5 tỷ đồng. Kết quả, Âu Lạc ghi nhận lãi sau thuế 72,6 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023, tổng tài sản của Âu Lạc đạt 2.445 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp đôi đầu năm lên 307 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty ở mức 1.161 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ở mức 970 tỷ đồng, giảm 9% so với hồi đầu năm và chiếm 84% tổng nợ phải trả. Vào năm 2018, công ty cổ phần Âu Lạc đã mua 3,7 triệu cổ phần EIB với giá 53.6 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp do bà Ngô Thu Thúy làm chủ tịch hội đồng quản trị và nữ doanh nhân từng giữ vị trí cố vấn cấp cao hội đồng quản trị Eximbank vào năm 2015. Ông Lê Minh Quốc, cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị Âu Lạc giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Eximbank từ cuối năm 2015 đến tháng 5 năm 2019. Một thành viên hội đồng quản trị khi đó là ông Nguyễn Thanh Tùng cũng là cựu thành viên hội đồng quản trị Âu Lạc. Vào đầu năm 2022, bà Ngô Thu Thúy nắm giữ gần 5% cổ phần của Eximbank nhưng nhiều khả năng nữ doanh nhân này cũng đã thoái ra cùng với Âu Lạc.